Hay, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trang Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục công việc hàng ngày nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là mình cán cái nền này để lát gạch nền. Thì nền này là nền bê tông, rất là cán hộ rất là mỏng, nên trước khi mình cán mình phải xử lý nước qua cho nó có độ ẩm, rồi mình sẽ qua một lớp hộ dầu ngăn cô chú anh chị và các bạn. Thì mình làm hình thức như thế nào, thì kinh nghiệm ra sao, thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem công việc mình làm hàng ngày, coi có hay hay là hữu ích. Mong cô chú anh chị và các bạn cho mình một like và một cái đăng ký kênh để nhận được video sớm nhất của mình nha. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem công việc của mình làm nha.